Hôm nay Thủy sẽ tổ chức nấu một cái món là bắp xào hành và protein, rất là dinh dưỡng. Các vị xem nha. Đây là cái nồi đa năng, cái nồi Winwood, cái nồi đa năng. Cái nồi con mình bắt lên ha. Thì nguyên liệu gồm có dầu ăn, bắp ha, rồi gia vị thì Thủy để sẵn trong cái cối này nè. Nhờ anh chị nào giải giùm cho mình cái này, nhờ chị Mai giải giùm cho mình cái quay thì chị Mai đang giải gia vị ha. Gia vị chuẩn bị sẵn rồi. Mời chị Tấm quay lên đây. Thì cái nồi sau khi mình bật bếp lên, mình cho dầu ăn vào, cho một lượng dầu ăn vừa đủ vào. Đấy, cho vào. Rồi mình sẽ cho bắp vào. Bắp này sau khi mình đã xử lý, mình rửa sạch rồi, cho đủ một đĩa này thôi ha, sau khi mình cho bắp vào rồi á, mình sẽ khuấy đều lên và mình sẽ đậy nắp lại để cho nó hầm chín một tí. Thì đây là protein sau khi đã pha sẵn rồi. Pha sẵn mình đã bỏ một muỗng protein, mình bỏ trong đây, mình lắc này. Tí nữa mình sẽ cho vào trong cái nồi này. Rồi sau khi là cái bắp á, trong này nó đã chín rồi á. Chín rồi ha. Hầm nó nãy giờ đã chín rồi. Thì chúng ta sẽ cho cái gia vị mà nãy chị Mai đã mới vừa giả xong đây. Rồi, gia vị bao gồm là muối, rồi hành, tiêu, ớt, tỏi, rồi rất là ngon. Rất là ngon, còn đây này mình đó. Đấy, và mình trộn đều lên để cho nó đảm bảo là nó thẩm thấu cái gia vị trong này, nó có muối mày nữa nha, mày có muối nữa. Muối là vừa đủ không, muối vừa đủ thôi, coi xem cái mặn được vừa. Rồi đây là protein, mình để mình đảm bảo cho cái món ăn nó ngon mà nó đảm bảo dinh dưỡng á, thì protein đây là mình pha từ protein đó, mình pha, mình sẽ cho vào cái món bắp xào hành của mình luôn. Rồi như thế này là mình sẽ đậy nắp lại ha. Đậy nắp lại. Đợi khoảng khi mà nó kêu nắp á, khoảng sau 5 phút á. Sau 5 phút hoặc 10 phút á, khi nó kêu nắp là mình sẽ lấy ra, mình sẽ múc cái món ra. Và đây là nó có cái hành ngọt để mà trang điểm lên cái món ha. Món này là không có bóc tay ha, chỉ dùng đũa và muỗng để thao tác thôi. Rất là gọn nhẹ, rất là đơn giản, ai cũng làm được cái món này mà rất ngon, có thêm protein nữa. Rồi. Mình sẽ tắt bếp. Chị Thắm, chị Mai. Tắt bếp. Rồi mình sẽ cho ra đĩa. Và đĩa mình đã chuẩn bị sẵn rồi ha. Rất là ngon. Đấy. Anh nhìn lên cười cái chưa. Chị Thắm có thể dừng đĩa rồi, mình sẽ trang trí lên ha, mình sẽ trang trí lên, phía Mai chụp hình đi, trang trí lên. Rồi trang trí mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Rồi món này rất là ngon, chúc cả nhà ngon miệng ạ. Xin chào. Yeah.
Rồi các bạn gấp ăn tự nhiên đi. Rồi các bạn. Rồi, tiếp thôi, ít phút thôi.